Đệ tử sau khi học Phật thì tính nóng giận đã ôn hòa hơn. Cách nhìn đối với người, với vật, với việc cũng không thiên lệch và cực đoan nữa. Sự thay đổi này người nhà và đồng nghiệp đều có đồng cảm. Nhưng tự con cảm thấy áp lực rất nặng, trong tâm không nhẹ nhàng. Càng học Phật, học đệ tử quy thì càng dễ tự trách. Xin hỏi làm sao để giải phóng áp lực? Càng cảm thấy duyên phận học Phật rất thù thắng thì càng phải biết trân quý. Ngược lại làm cho áp lực chính mình rất lớn. Xin hỏi điểm mấu chốt ở đâu? Có loại áp lực này thì có bình thường không? Có áp lực là sự việc theo giai đoạn. Bạn học Phật ở một giai đoạn nào đó, đương nhiên nó không phải là bình thường. Nếu nó là bình thường thì chư Phật Bồ Tát các ngài đều có áp lực. Đâu có loại đạo lý đó chứ. Có áp lực đều là do không buông xuống được. Bây giờ tôi dạy bạn trước, bạn buông xuống áp lực của bạn. Áp lực thân tâm thấy đều buông xuống. Chúng ta học đệ tử quy. Đương nhiên đệ tử quy là tánh đức. Bạn quay về tự tánh. Bạn khởi tâm động niệm, xử sự đối người tự nhiên chính là như vậy. Cần học gì đâu, vốn dĩ là vậy mà. Hết thảy giới luật trong nhà Phật và chính là đời sống hàng ngày bình thường của Phật Bồ Tát. Các ngài cũng không cố ý đi làm, các ngài vốn dĩ là như vậy. Như vậy mà ghi chép lại, những gì phàm phu chúng ta làm toàn là ngược lại với các ngài. Đó là nguyên nhân gì? Phàm phu mê mất tự tánh, tùy thuận phiền não. Chư Phật Bồ Tát các ngài giác ngộ, các ngài tùy thuận tánh đức. Cho nên hết thảy thiện pháp là tánh đức, tự nhiên là như vậy. Chúng ta hiện nay thời gian mê quá lâu rồi, không giác ngộ. Hiện nay trong phút chốc học như Phật Bồ Tát thì cảm thấy rất khó, thì cảm thấy rất có áp lực. Dần dần quen rồi thì không còn nữa. Nói chung thời gian càng dài thì càng quen. Hơn nữa còn có cảm giác sứ mạng. Hiện nay xã hội động loạn, thế giới sắp đi về ngày tận thế. Nguyên nhân là do đâu? Nguyên nhân là do lòng người bất thiện, tạo nghiệp quá nhiều, tạo thành kết quả như vậy. Thế thì sứ mạng ngày nay của chúng ta là chúng ta phải làm ra một tấm gương tốt cho người khác xem. Hy vọng chính chúng ta có thể cảm hóa được người khác. Bạn có thể cảm hóa được một người, hai người đều là đại công đức. Cảm hóa càng nhiều người thì công đức càng lớn. Tuy có công đức cũng không để ở trong tâm. Vì sao vậy? Đó là việc nên làm. Như vậy là tốt. Cho nên đoạn ác tu thiện không phải hoàn toàn là vì mình, mà vì chúng sanh khổ nạn. Hiện nay chúng sanh bất hiếu, chúng ta phải làm ra hiếu đạo. Cha mẹ không còn nữa, ít nhất phải cúng một vài vị cha mẹ ở trong nhà. Đó là nói cha mẹ không còn, hoặc là treo một bức ảnh của cha mẹ lên. Mỗi ngày sau khi lại Phật xong thì cũng lại cha mẹ một lại. Bất luận người nhà nhìn thấy hay không nhìn thấy, chúng ta tận hiếu tâm để sướng hiếu đạo, không quên ân đức của cha mẹ, không quên ân đức của thầy. Hiện nay con người không xem trọng, không tôn kính thầy cô. Bạn xem người thế gian sai ở đâu thì chúng ta sửa lại cho đúng. Không phải là dạy họ, mà là từ chính ta. Ta biểu diễn cho họ xem. Bạn dạy họ, họ không tin tưởng, họ sẽ không tiếp nhận. Phải làm thời gian dài để cho họ xem mấy năm, đột nhiên giác ngộ, họ có thể quay đầu, có thể sửa lỗi, đổi mới. Vậy là đúng rồi. Tích tập quá lâu không dễ quay đầu như vậy. Cho nên phải rất nhẫn nại, phải làm tấm gương tốt nhất. Chúng ta thấy người, chúng ta hành lễ chào cúi sâu 90 độ. Như vậy có phần hơi quá không? Là có phần hơi quá. Nếu không làm quá thì họ không có cảm thấy được. Chúng ta gật đầu với họ thì họ không cảm thấy gì. Chúng ta cúi đầu 90 độ thì họ sẽ cảm thấy mà chủ ý. Đây không phải là vì mình, là vì muốn người khác tốt. Vì để cho họ có thể sanh tâm cung kính đối với người. Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi thứ 14. Có một buổi sáng sớm, lúc con đang ngủ, mộng thấy có năm con quỷ ở trong rừng. Trong mộng con muốn hướng dẫn họ học Phật. Khi con niệm chú Đại Bi thì họ liền đi theo con, vừa đi vừa niệm. Khi con niệm A Di Đà Phật thì họ sợ hãi không dám đi theo. Xin hỏi là nguyên nhân gì? Quỷ cũng có nghiệp chứ.
không khác gì con người cả. Bạn xem con người, hiện nay Hồng Kông không tệ nữa. Không sợ người niệm Phật nữa. Hồi đầu khi tôi đến Hồng Kông, 30 năm trước, năm 1977, người Hồng Kông ghét nhất là người xuất gia. Nhìn thấy người xuất gia thì nhổ nước bọt. Vì sao vậy? Ngày hôm nay xui rồi, đụng phải ông đầu trọc, hết thảy đều mất sạch rồi. Lúc tôi đến Hồng Kông thì quan niệm này ở Hồng Kông thay đổi được một chút. Gặp mặt thì rất ghét, trừng mắt với bạn một cái vì không nhổ nước bọt. Đây không phải là nghiệp chướng sao? Cho nên khi tôi đến vẫn là không tệ. Chẳng ghét bạn, không thích bạn, nhưng không nhổ nước bọt.